anh đang muốn mở rộng bảo kê các bãi giữ xe ở trong khu vực của mình. So, anh hai lại có ý định này. cái gì mà kiếm ra tiền, có việc cho tụi em làm là hứng thú thôi. không dễ đâu anh hai. không dễ mấy bạn. phá trước xây sau. mấy cái địa bàn đó vốn vậy trước kia là của anh bảo kê cứ lấy lý do đó mà làm nam đen sẽ không nhịn mình nữa đâu <laughs> anh đang muốn nam đen ra mặt mà làm đi dạ dạ thằng côn nó ăn dầm nằm về bên nhà ông phải không ờ à, ừ. nó nói dạo này á nam đen chỉ tin quý thọt hơn là nó cho nên là nằm ở không cho sướng <laughs> cha nam đen càng lúc càng quá đáng coi người khác không ra cái đinh rỉ gì hết ủa nó cũng không tin tưởng mày hả chả muốn tôi là phải cung cúc phục tùng luôn luôn là phải tuân lệnh chả ông coi cái bực không thì hồi trước giờ, Nam Đen là đại ca mà mày. Bao nhiêu năm tôi làm đàn em rồi, bây giờ phải cho tôi cơ hội tôi ngóc đầu lên chứ. Mày nghĩ Nam Đen nó chịu hả? Nam Đen không làm con mẹ gì hết. Một tay tôi điều hành, tôi quản lý nè. Chả chỉ đứng ở không đó mà gom tiền thôi. Mày nói vậy thôi chứ. Những cái chuyện lớn đứng ra giải quyết làm ăn với mấy anh em khác. Nam Đen nó mới chịu trách nhiệm chứ mày làm sao mà có cửa. Tự tôi sẽ tạo cửa đi ra bữa nay mày mạnh miệng dữ ha mình phải biết thật là của mình chứ mày tính làm gì tạo phản hả tôi đâu có điên tôi đợi trả cho tôi ra rìa trước cái đã u thằng này thăm à học chiêu này từ ông với ai Ôi Dạo này ông uh, có gặp Sáu Bánh không? Lâu rồi. Tao đâu biết thằng đó ở đâu. Trời. Vậy mà có đứa là nó nói là nó thấy ông ăn nhậu với Sáu Bánh. <laughs> mày gặp mấy thằng đó mày hỏi đi. Tao nói là tao không có biết. Nè. con Liễu Nora nó về đây rồi đó. Tôi đang lo cho ông nếu như Lâm Sói nó biết chuyện. thằng nào lo gì lo tao không có việc gì phải lo hết <laughs> tốt vô vô thì vô hảnh hôm qua mày qua bên ba trắng đen mày quậy làm chi vậy anh không cho em theo bực quá em tới kiếm làm sói Hừm. hên là không gặp nó đó chứ không mày no đòn rồi trước sau gì á em cũng xử làm sói à quân tử trả thù mười năm chưa muộn mày nghe tao đi học võ đi Hừm. thiếu gì cách giết người đâu nhất thiết phải biết võ đâu Hừm. biết nghĩ như vậy là khôn đó nghĩ cách đi anh giao việc gì cho em đi chứ ngồi không vậy hoài chán quá à để coi coi mày làm được gì việc gì em cũng làm được hết á được rồi tao đưa cho mày mấy bịch đá kiếm chỗ bán nha ờ à. hả anh nói là hàng đá hả sao không thích hả phải bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất ai cũng vậy hết trước đây tao còn phải chạy bàn trong quán mà Khách chửi, chủ chửi như chửi chó kìa à, Em làm, chứ có dám chê đâu Chỉ là anh đeo bất ngờ quá Em không biết bán bằng cách nào thôi Mày đi với thằng mắm Học cách, rồi sau đó tự làm Em thích đi với anh hơn Mày theo tao như đó là đủ rồi Bây giờ phải làm Mà đã làm là phải làm cho ra trò Tao không có muốn mang tiếng cưu mang che chở hay nâng đỡ một đứa không có thực lực vô chiêu huynh sáng nay á anh thái với chị phượng đi đâu á sao em biết thì hồi tối á hai người đó rù rì em nghe được Em nhiều chuyện ghê á ờ, Có đâu Tại gió thổi vô tay thôi <laughs> Kìa xuất hiện rồi kìa Anh Thái Khỏe chưa Quỳnh ừ, Cũng đỡ rồi anh ừ. Anh Thái Chị Phượng đang sửa soạn ở nhà Chưa có tới đâu Anh biết rồi Phương dẫn anh chờ ở đây mà Bả cho anh chờ dài cổ <laughs> Anh dễ chịu lắm Sao anh không tới nhà Rước chị đi luôn đi Đâu có được phù chặn anh rước ở đây sao dám qua nhà anh chiều bảo quá à. <laughs> em muốn chiều cũng có người chiều vậy nè thằng lâm chiều khó lắm đó thôi đừng có nhắc tên người đó em không thích anh nói thiệt mà làm quý em anh làm ơn đi anh hai, đừng có chọc bà chồng anh ơi <laughs> tôi nghe nè anh chính xuân mi mi đang chờ ở phòng giao dịch Cậu sắp tới chưa vậy Cứ để nó chờ cho bỏ ghé Đi đâu vậy Đi công việc với anh Thái <laughs> Đi sớm về sớm Hôm nay em học chiều ừ. Anh đi nha hai đứa ừ. Đi em Không biết đi đâu làm gì nữa Sao vậy ông hỏi tới đi Người ta không muốn nói Hỏi anh chi Muốn nhiều chuyện nữa hả có đâu sao lâu vậy dạ người ta đang tới đó chị đàn ông hay đàn bà dạ phụ nữ bởi vậy chậm rề rề À tới rồi kìa chị Chào cô Xin lỗi em đã tới trễ à, Dạ không sao Cô Phượng xem được ký tên dùm Đã có luật sư lo Em không cần xem lại Và <laughs> dạ, đúng là phong cách của nữ đại gia người nhà em đã chuyển đầy đủ tiền cho chị rồi đó nhanh vậy sao <laughs> sợ chị đổi ý thôi à <laughs> cô phượng khỏi lo ký giấy rồi sao đổi ý được coi như xong nha dạ xong chưa em dạ xong rồi ừ cảm ơn anh nhiều nha <laughs> dạ tôi chờ ra sổ đỏ của anh đó dạ sẽ sớm có cho anh chị rồi à quên Cảm ơn Xuân nha Nhờ mua lô đất này Tôi lời cả tỷ bà So với lúc Xuân tranh mua đó <laughs> Đi em Càng nghĩ càng tức Thái Đô Na Đúng được chó <laughs> Ai biểu tham ai mà không tham Tham mà còn ngu thì nói gì à, Anh vừa phải thôi nha Đã không ai ngủ thì thôi Còn gì chiết nữa Lẽ ra em không nên vội vàng bán đất Chính anh Nói đất nó dướng quy hoạch Đã dướng thì bán cho rồi chứ Chính em không tin anh nói đất đó dướng quy hoạch Bây giờ em đổi lỗi cho anh là sao Thì miếng đất đó thật sự là không dướng quy hoạch Thái đô na gài cả anh Khi cho bảy hẹn nói dối Em đừng có lôi anh vô chuyện này Anh chỉ tìm hiểu giùm em thôi Nhưng thông tin chắc chắn như đinh đóng cột của anh Mới khiến cho em bán liền miếng đất đó Xuân à Em luôn là người cho mình là đúng là hay Còn lỗi là do người khác Ngay cả chuyện này cũng vậy Ok Bây giờ cho là anh sai đi Nhưng người mất tiền là em Chứ không phải anh Hả hê khi tôi bị như vậy Anh có xứng đáng làm chồng tôi không <laughs> Nếu như em coi anh là chồng á Thì em đã phải nghe lời anh rồi Đó là một bài học cho em Vợ mà không biết nghe lời chồng Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ Sau này Cùng về một nhà Thì phải có trên có dưới Làm vợ là phải nghe lời chồng chứ nghe lời đâu có khác tuân lệnh răm rắp em á thì không có thích cảnh chồng chúa vợ tôi <laughs> nhất là trong chuyện làm ăn từ trước đến nay chưa ai chen vô chuyện của em hết ồ kể cả thằng lâm luôn anh lâm hả tôn trọng em lắm chứ không có nhỏ nhang như tôn trọng quá mà nó bỏ em luôn <laughs> sao nói mà không biết nhục vậy anh đừng có mạt sát người khác tôi không dễ bị giắt mũi như liễu nora đâu <laughs> ê đừng nhắc tới liễu nora ở đây nha nó không có vui nhắc đã anh nhớ tôi không ngu <cười> 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 đưa tôi về tự tới tự về nha cưng anh à. ủa sống vô lớp mà ra đây tao đâu có muốn đi học đâu mày kiếm quỳnh hả tao kiếm mày bạn chuyển làm ăn làm ăn ừ rồi ai làm ai ăn ừ. <laughs> tao nói nghiêm túc đó. Thì tao cũng nghiêm túc nè. Giờ mày tính làm cái món gì đây? Hả? Bán hàng đá. Mày giỡn nhột mày. Tao đâu có giỡn. Trời đất ơi. Ở đâu mày có? Tao không có nói được. Rồi bán sao? Tao mới kiếm mày nè. Thôi thôi thôi, thôi. bỏ đi. Thư giết tao chết. Ừ. Liên quan gì tới con thư? Tao đang giúp mày kiếm tiền mà. Kiếm tiền chuyện này tao có ham. Mà mà mày thôi đi. Mày có nghèo khổ gì đâu? mà dính vô mấy vụ đó chứ vậy tao muốn tự làm giàu chứ không có liên quan gì tới chuyện nghèo khổ đó mày không sợ đi tù hả không có gì đâu mà sợ tao sợ nè thôi đừng có rủ tao vô mấy vụ này nữa nhát như mày á thì biết chừng nào mới hết nghèo Kế tao để con ghệ đi tiếp bia cho cả trăm thằng Mày không thấy nhục hả mày vừa phải mày thôi nha tao nói không phải hả tao đi vô lớp đi <laughs> 妈，嘿。 Tao nghe nè Thư Sao mày nghỉ học vậy Chóng mặt quá à. Mới ói quá trời nè Trời ơi Đi khám bệnh đi Chiều tôi ghé chở mày đi Thôi khỏi Ít ra cũng phải biết bị gì chứ Nhớ cái lúc má tao nằm bệnh viện Tao sợ lắm Tao không vô nó đâu đâu Thôi mệt quá không nói nhiều nữa Chiều tôi ghé đó Nghèo cũng mắc cái eo nữa Vô bệnh viện là tốn tiền chắc luôn Thằng Long có ở nhà Anh đến đây thăm em Không cần Biến đi cho tôi sống nữa Bệnh mà sao hung dữ quá vậy Tôi dân chợ búa mà Sợ hôm trước uống hết chưa Uống rồi Toàn ngồi ra hết Để anh dọn cho à, Ê nè khỏi đi Ăn thua cái gì đâu <laughs> ôi hết phải ăn vào chứ không sao hết chóng mặt được nè em ăn đi cho đóng em đừng nghĩ gì hết em phải lo cho sức khỏe của mình khỏe rồi á muốn mắng nhiếc anh như thế nào á thì cũng có khí thế hơn lúc này không ăn hay để anh đúc nha trơ trẽn <laughs> cái đó anh có thừa ừ vậy tự ăn nha ăn đi thứ ăn đâu có lỗi đâu em phải ăn mới mau khỏe ra đi ra ngoài. Quỳnh Em sao vậy Nước nè Em xuống miệng đi Tôi ghét bản thân tôi quá Ai mà không có lúc bệnh Không có sao đâu em ở một mình không có ai chăm sóc là mệt lắm đó. Tôi quen rồi, cũng bình thường. Em không tự lo thì để người khác lo cho. Ai tốt vậy? Anh hả? Thì uh, anh thấy người khác khó khăn anh giúp thôi. <laughs> Má tôi nói trên đời này không ai cho không giúp không ai cái gì hết. Hả? em đừng có gom cả thế giới trong một câu nói chứ tôi gom vài người thôi gom cả thế giới chưa cho chật <laughs> đúng là chị trùm và trong vài người tôi gom đó có anh nữa đó <laughs> đâu có gì đâu mà ngạc nhiên dân vào tù ra khám nào mà không bị đánh giá là thành phần xấu tôi không thích anh chơi với thằng long đừng có rủ rê rồi làm hư nó ủa em là chị trùm của thằng long thì em phải cấm nó sao mà em buồn anh được nhưng tìm nó trước là anh có ý đồ xấu rồi <laughs> em đừng có du khống nha <laughs> hồi đó đi tù chắc cũng bị du khống ha tránh xa chị em tôi ra càng xa càng tốt nhớ đó <laughs> nè vậy thì em phải nhớ là ăn hết những cái thứ trong này nha như vậy mới khỏe lại có sức khỏe rồi mới đủ sức cấm cản người khác nhớ đó <cười> <cười> Quản lý ơi Dạ Dạ anh cần gì ạ Anh có hàng Muốn chia cho tụi em kiếm thêm Dạ quán em không có vụ đó anh ơi Anh có phải là cớm đâu mà mày ngại Em biết Cớm đâu có lộ liễu như vậy anh Vậy mà mày còn kiên cử với anh nữa Vậy anh chờ xíu Em nói chuyện với quản lý cái Dạ là anh này à. Gì vậy? Mày có hàng hả? Ừ Đưa coi Ừ. Hàng mới đó Cũng không tệ Mấy anh cần Thì em để lại cho Bao nhiêu cũng có hết á Mày có bao nhiêu Khoảng mấy trăm con Lấy ra coi Má điệu bạn của tao mày cũng chớ qua đây làm ăn hả mày ờ, ờ. Anh không mua thì thôi trả đây Cái gì trong tay tao là của tao Biến Hàng của anh Ba Đông mà tụi bay cũng dám lấy Anh sẽ không bỏ qua tụi bay đâu Mày không biết là mày ăn đòn đó Cất đi mày Chuyện gì Cứu em anh ba ơi lâm sói đi tù năm năm thì chơi hàng đá thôi mày mà bán là dự cột đó bà đừng có nhắc lâm sói với tôi Ông là tấm gương cho mày soi sao bà không nhắc tới ba đông kìa Ông mới là trùm đó bà không sợ ông dự cột hả mày giỏi trả treo quá ha tao cấm mày đụng vô nha một mình ba đông là tao chịu không nổi rồi <laughs> nếu mà mày vậy nữa sao tao sống nổi nói giống như là bà thương tôi lắm vậy á <laughs> tao giận tao giữ mày vậy thôi chứ ngoài mày ra có ai là em tao nữa đâu câu này tôi nghe bà nói với lâm sói nhiều rồi tốn tin bà nữa đâu Hôm bữa ba đông Kêu tao hùng vốn mà tao hùng hùng Ông đang cay tao lắm á Sao bà không chịu Bà là bộ của ông mà Tao nhớ lại là lời lam sói dạng khi tao già thăm nuôi Làm gì làm Đừng có đụng tới ma túy Bà đông mà nghe chuyện này Chắc ổng thốn tận ốc <laughs> Kệ Ngu sao vô mạng cho ổng Vậy thì chuyện của tôi với ba đông bà cũng đừng xen vô Thằng quỷ có gì không đáng đau ồn quá vậy đang ngoài quán ừ. chứ đâu nghe nè anh khuyên thằng thịnh đi học lại giùm em đi anh cũng có khuyên nó mà em Ê. giờ nghe hay không là chuyện của nó nó còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi nghĩ ngang uổng lắm <laughs> anh nói em nghe nè bây giờ học cho xong á nó cũng không xài tới cái bằng chi vậy cho tốn thời gian của nó cứ để nó ra đời sớm đi kiếm tiền sớm không ngon hơn sao em không có thích cái cách anh dạy thằng thành kiếm tiền sao vậy <laughs> ý là em nói cách của anh á kiếm tiền lẻ thôi hả nguy hiểm lắm Giao tù dựa cột như chơi ê không có nói xui nha nhưng thực tế là vậy mà <laughs> thực tế với thằng lâm sói á chứ không phải với anh còn chuyện gì nữa không nếu không có gì liên quan thì thôi nha anh đừng có lo thằng thịnh theo nữa em không muốn em đi nói với nó <laughs> ủa anh lâm mới tới nhà chơi hả ngồi đi anh chuẩn bị về nè wow bữa nay làm sinh viên vui không học mệt chết mộ chứ vui gì anh <laughs> anh thèm đi học mà không được đây <laughs> anh lâm nó chơi hoài nhưng anh lâm đi học chi cho tốn thời gian anh nói thiệt mà được đi học là sướng nhất còn gì em coi ráng học cho xong đừng có nghĩ giữa chừng nha <laughs> dạ anh lâm ngồi chơi ờ à. em phải lo cho nó học hết đại học nghe chưa em dư sức lo ráng là phần của nó phải khuyến khích nó chứ <laughs> biết rồi <laughs> có gì không sơn em muốn gặp anh có chút chuyện chuyện gì em muốn xin lỗi anh xin lỗi chuyện gì em không nghe theo lời anh cạnh tranh mua đất với thái đô na còn nặng lời nữa có gì đâu mà phải xin lỗi em hối hận vì đã không nghe theo lời anh thiệt đó chỉ ngờ em làm ăn thua lỗ rồi bực mình thôi em bực thái đô na chứ nhưng không biết sao nó ghét em tới mức mà chơi em sát dáng như vậy cạnh tranh trong làm ăn chứ không phải ưa ghét anh luôn bao che cho thái rõ ràng nó cố tình gài em mà thái đô na là bạn thân nhất của anh nếu mà em gọi anh ra về chuyện này thì thôi thì thôi vậy không nói chuyện này nữa dạo này thằng tịnh sao rồi nó bỏ học rồi hả anh cũng biết nó bỏ học nữa hả nó vô ba của anh quậy phá rồi đòi xử anh nữa anh nhìn bộ dạng là biết nó bỏ học rồi nó đang đi theo ba đông thiệt em không muốn chút nào hết thì tìm cách nào kéo nó về nó nói anh đang đeo theo con quỳnh bồ nó mà em nói làm gì có chuyện đó nó không tin là sai đúng không em quan tâm chuyện đó làm gì vậy là thằng thành nói đúng hả đừng hỏi chuyện này sao lại không anh không thích còn chuyện gì khác không mình trở lại đi anh còn thương em mà gặp nhau cho vui thôi nên nhớ em đã có bà đâu xuân có hẹn gặp tao có đi không có vụ gì vụ gì ngoài chuyện muốn quay lại mày làm ơn làm phước giùm tao đừng có nhẹ dạ nếu có nhẹ dạ thì nhẹ dạ với người khác kìa câu này hay nè <laughs> à con xuân nó còn câm mày về cái vụ đất đai đó <laughs> họ nó nói là hối hận Bởi vì không nghe lời khuyên của tao Biết lấy lòng tình cũ quá ta <laughs> Nhưng mà muộn rồi Tao nghe Phượng nói Mày chịu khó với Quỳnh lắm Mà nó ghét mày ra mặt Tại sao vậy Đối với hoàn cảnh gia đình nhà đó Tao có lòng trắc ẩn Vậy thôi <laughs> Tao lại thấy Mày và Quỳnh Có một bí mật gì đó Nhìn Liễu Nô ra, tao thấy mày đang nuôi ông tây áo Nuôi ông cũng tốt mà mày Cái bẫy mày giăng ra, vẫn chưa có con mồi nào sập Tao tạo việc làm cho Liễu Nô ra, là vì thằng rơm, không có một cái bẫy nào cả Tao là nghĩ nó không phải là con của chú ba à. Nó đâu có tội gì Nhưng mà nó có tội, không lẽ mày rộng lượng bỏ hoa sao mày cứ bắt bí tao hoài vậy tại mày cứ né tránh tao không có né tránh tao làm tất cả mọi việc là vì nghĩ cho người khác thôi thôi cứ chờ đi có sao đâu

đó thì sẵn tay đó thì quơ luôn vậy mà Đó nữa kìa Ngu mặn à Ủa đâu đây Đi chơi Ông coi nó kìa Nó mê dữ lắm rồi Từ sáng tới chiều tao thấy nó con trò đó mà nó không chán Nhìn nó bệ rạc hết sức luôn Năm đen chắc cũng quẩy với nó lắm hả Còn phải hỏi nữa Bây giờ nó đâu có thèm nghe lời cha Năm đen Rồi sao Thì bao nhiêu chuyện đổ hết lên đầu tôi chứ sao Mẹ, bà nó Rồi à, mày tính chừng nào mày ra riêng đây? Cũng đang đợi thời cơ nè uhm. Mày không sợ Nam Đen chém hả mày? Chém người, giết người là chuyện của tôi mà Chứ không phải Nam Đen À tao quên chứ à, Nếu nói vậy sao mày không uh, ra riêng không đi, mày chở gì nữa? Đợi có người chung lưng Một mình tôi làm đâu có sợi thì mày kêu thằng nào đi chung với mày? Ngặt một cái á, tụi nhỏ nó non quá, sai đâu đánh đó à. À, hay là ông đi với tôi. Úi, tao có vốn liếng gì đâu mày ơi. Thì bây giờ mình có ít mình làm ít, nằm láng thôi. Đợi á, vốn nào nhiều nhiều, mình dứt một cái. Thiệt hả? Ừ. À, thôi để từ từ tao tính Tính cái gì nữa Ông mà không đồng ý tôi kêu người khác á Mày làm gì gấp gáp dữ vậy Tại có mối nên mới gấp Bây giờ không sao Giờ chung bao nhiêu Không có nhiều Thì tao có khoảng vài trăm chai ừ, Vài trăm chai là được rồi Hùng đi Ăn chiên sao Năm mươi năm mươi ông cho nên ừ, tôi ừ, mới ưu tiên như vậy đó ok hay 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 đúng rồi anh lên anh lên tôi nghe nè anh Nam mày gặp thằng côn chưa có nó đang ở đây nè đụng vô nó là nó sừng cò lên nè tao không có về đâu mày đưa điện thoại kêu nó nói chuyện với tao ok anh lên anh lên anh nam tìm mày nè về gấp, gặp tao liền Dẹp mẹ đi, vô, vô Mày không về thì đừng xin tiền tao Má tôi thách tòng luôn á Mày dẹp bỏng đi nha Đó đó, đó đó, đó đó Vô Nó muốn nghe nữa Vậy mày về đây đi Chuyện gì? Tao có chuyện muốn nói Gấp nha Vô, vô, vô. Quyền hành thiết quen Vô, vô về đi mẹ ơi Có vô tiền kia sao ok mà okay. ok ok tao không thích thằng thịnh lý do thứ công tử như nó làm được con mẹ gì mình phải có thời gian dạy dỗ nó chứ anh thằng mắm đó mà dạy dỗ nó hay quá mà nó bị trấn lột hết rồi đó mà dạy dỗ kiểu đó đó hả còn thằng cô á lúc mới vô nghề nó làm sao Mày đừng có so sánh thằng Côn với thằng Mắm Bởi vì thằng Côn đó là em tao Thì sao Anh coi bây giờ nó có làm lụng gì không Tôi phải kiếm người khác chứ Được Mày kiếm ai cũng được Đứa nào cũng được Nhưng nhất định không phải là em của cô Xuân Mimi Tôi chỉ kiếm người thân thôi Tao không thích phe cánh Thì sao Anh sợ hả Sợ hả Sợ con mẹ gì Không thích nó không thích Tôi không kiếm chuyện của con, con nữa Anh kiếm đứa khác đi còn thằng thịnh tôi sẽ giữ nó nhưng nó không làm việc của anh nhưng mà thằng thịnh nó đi theo mày nó biết bao nhiêu chuyện của nhóm thì làm sao đây tôi dứt khoát tôi chọn thằng thịnh mày dứt khoát chọn thằng thịnh là khó cho mày đó chả có gì khó hết tôi sẽ dạy dỗ nó tới nơi tới chốn cho anh coi mày đừng tưởng tao không biết những gì manh nha trong đầu của mày dẹp mẹ cái manh nha chó của mày đi nếu muốn đi cùng anh em tiếp đã tới lúc Mỗi người có con đường riêng của mình rồi Khốn nạn Thằng Phản Phúc mà Má mày Nói đi Đàn em làm sói đầu bỏ cây bãi xe đường đi năm kia anh Nam Má rồi Nó vô chém chết mẹ nó cho tao nó cho người phá bãi rồi rút Em không đánh được Kiếm thêm nhiều anh em bảo vệ bãi Kéo vô là chép chết mẹ đó Biết chưa Dạ Cái gì vậy anh Tư Lâm sói nhờ tao nhắn với mày Nó không muốn đàn em đổ máu cho nên mày phải biết điều một chút nếu không đừng có trách nó chơi chiêu mà anh nói với lâm xối nó có ngon á thì ra đối mặt với tôi đừng có nhắn nhủ cùng mẹ gì hết á nghe chưa ờ à, ok <laughs> Nè, ăn đi Cái Gì vậy? Hủ tiếu Thôi không ăn đâu Không ăn thì thôi <laughs> Ủa, sao ông ở bãi xe trong đi về đây làm gì? Đói bụng quá, về kiếm gì ăn Ủa gì vậy? Hủ tiếu, Quỳnh nấu ăn, mày ăn đi Để tôi Ê bà Quỳnh Càng ngày giờ mà bà càng thấy ghê bà Quỳnh Kệ tao Mai mốt bà nằm chỗ không ai lo đâu á Mày nói nhiều quá Anh Lâm anh nói á Bà ăn nhiều trái cây vô với uống sữa đi Nè sữa anh mua nè Đừng có nhắc cái tên nó trước mặt tao Tao không có ưa Tự nhiên có ưa gì Ông quan tâm bà là vì tôi thôi Vậy ha Mày là vua chắc Chứ còn gì nữa Tại vì ông quý tôi Cho nên mới quan tâm bà Đừng có thấy người ta tốt rồi làm tới nha Ừ tốt lắm Mày có chừng á Lúc nào cũng nghĩ người ta là người xấu Chi cho khổ vậy Vậy chứ tốt chỗ nào Anh Thái nói anh Lâm cũng được lắm đó <laughs> Đúng rồi tôi cũng thấy vậy á Thôi đừng có nhắc cái tên nó trước mặt tôi nữa Mệt mệt quá Ăn tô hủ tiếu cũng không xong chứ bà nữa Tôi ra bãi xe với tôi đi <laughs> 呀，咿呀，咿呀，咿呀，咿呀，呀，呀，咿呀，呀呀，咿咿咿呀。 Alo, anh nghe nè Anh gọi em có gì không? Anh muốn gặp mẹ con em Xuân Mi Mi Mì đâu? Mình phải nói chuyện với nhau chứ Xuân Mi Mi còn ở đó Thì mình không có gì để nói hết Cứ gặp đi đã Lâm sói canh mẹ em dữ lắm Kệ nó Sao mà phải sợ Em sợ liên lụy anh thôi Ba Sơn thành tro rồi không có gì phải sợ anh mạnh miệng quá ha ngày mai anh hẹn em ở quán cà phê nha anh sẽ nhắn tin cho em em biết rồi vậy nha tất cả vì con thôi